Và những ngày cuối năm ai nấy đều nôn nao hoàn tất công việc để quay trở về với gia đình, chuẩn bị đón một cái Tết đông đầy hạnh phúc. Thì đâu đó ở những vùng sâu, vùng xa của đất nước vẫn còn có những cảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ. Với họ, cái Tết chỉ đơn giản là sự sum vầy. Nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giúp gia đình chính sách, người có công và nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng, vùng khó khăn đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm vui tươi, chương trình Tết quân dân của các cán bộ chiến sĩ trung đoàn 893 hành quân về xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang lại bắt đầu. Những nơi các anh đến đều để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân. Và trong những ngày Tết như thế này, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh chân chất thấm đẫm tình quân dân tại xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang quý vị nhé. Tiếng cười nói rộn ràng khắp mọi nẻo đường. Niềm vui của bà con không chỉ ở việc được chăm sóc sức khỏe và nhận các phần quà nghĩa tình, mà niềm vui ấy còn lan tỏa đến từng tuyến đường đang được xây mới sạch đẹp. Khắp nơi, người dân đang cùng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 207, trung đoàn 893 khẩn trương đào đắp, sen nền đường, đổ bê tông, khiến không khí Tết thêm phần nhộn nhịp. Những cây cầu vững chắc và tuyến đường mới hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, lao động sản xuất được dễ dàng hơn, các cháu thiếu nhi an toàn hơn khi đến trường. Hôm nay là cái đoàn của trên tỉnh xuống tài trợ cho cái cầu cho con em chúng tôi ở đây đó. Thì đoàn này rất mừng. Bởi vì không có gì mừng bằng là cái cầu đó, với cái đường. Mà được cái cầu này thì nó rất quý. Bị con em đi học nó rất nhiều. Nó còn nhỏ đó rồi. Cái đường qua lại cái cầu đó yếu quá rồi, bây giờ cho cầu này là rất mừng. Thì mấy em này nó quá nhiệt tình đi, chưa nắng gì, không có nệ nhăn lao gì hết đó, là đi mừng là sốt trắng nó mau nhanh lẹ nữa, bộ đội mà giúp dân vậy là mình rất mừng chứ. Chương trình Tết quân dân năm nay đã vận động hỗ trợ và xây dựng được 74 căn nhà cho các hộ gia đình tham gia kháng chiến, hộ dân nghèo, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Với tổng số tiền trị giá trên 2,4 tỷ đồng, những căn nhà mới khang trang được bàn giao trong dịp Tết năm nay khiến nhiều gia đình không khỏi bùi ngùi, xúc động vì niềm vui đến quá bất ngờ. Cái tình của người dân là vậy, còn cái nghĩa, cái sự hiếu với dân của bộ đội được thể hiện bằng những hành động giúp dân không nề hà công sức, không quản ngày đêm, mưa hay nắng. Các cán bộ chiến sĩ luôn cố làm cho nhanh, cho tốt để đem lại cái Tết đầm ấm cho bà con. Ở đây là lần đầu tiên tôi dã ngoại. Khi xuống tới ở thì thấy hoàn cảnh bà con rất là khó khăn, đó là góp phần động lực để tôi cố gắng hết sức mình để tiếp giúp xây dựng cho bà con một cái Tết đầm ấm, qua đó thì giảm bớt phần nào khó khăn để đối với xã Phong Đông nói riêng, địa phương nói chung. Tết quân dân không chỉ gói gọn trong việc bộ đội cùng người dân tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ, các trò chơi dân gian, gói bánh tét, mà còn thể hiện sức mạnh tổng hợp, sự chung tay vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang để góp phần quan tâm, sẻ chia những khó khăn với địa phương qua các hoạt động an sinh xã hội. Thì năm nay đó là tổng cái tổ chức Tết quân dân theo cái phong trào đó thì chúng tôi đã vận động được là gần được trên 40 tỷ đồng để thực hiện cái phong trào này, và qua phong trào tôi thấy rằng là đạt một cái hiệu sức rất là tốt, và thấy rằng đó là cái kết quả rất là thành công, rất là mỹ mãn. Tôi tin rằng trong những năm tới ban chỉ đạo đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cho tỉnh ủy tiếp tục và chỉ đạo thực hiện cái Tết quân dân trong những năm tới đạt cái kết quả tốt hơn.
không chỉ ghi dấu những công trình, phần việc thiết thực, mà còn để lại tình cảm quân dân thắm thiết. Đó là tất cả những gì mà Tết quân dân đã mang đến bằng cả chữ tình. Tình cảm đó từ bao năm nay luôn bền chặt, nay lại càng ấm áp nghĩa tình, đoàn kết gắn bó keo sơn giữa quân dân mỗi độ Tết đến xuân về.